và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người kia làm thiện lâu ngày, vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền, đủ duyên quả tốt đến liền, an vui, hạnh phúc, thiện hiền, mến ưa. Là câu thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ ạ. Phật trô pi pa sa ti pa păng gia hoa phát răng la pa cha ti gia đa cha pa cha ti phát răng a tha phát rô phát ra ni pa sa ti phát rô ni pa phát rô pi pa sa ti pa păng gia hoa phát răng ni na pa cha ti gia đa cha pa. Yada chapa chati phát răng atha phát rô phát ra ni pa sati phát rô pi pa sati pa păng ya wa phát răng na pa chati yada chapa chati phát răng atha phát rô phát ra pi ma phát ra ni pa sati. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời cô rạng đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 120. Phát rô bí bát sát tí bà bằng giá quá và quá pháp rằng ná bắt cha tý gia đà cha bắc cha tý phát rằng a tha phát rồ phát ra ni bát sa tý phát rồ bi bát sa tý bà bằng và quá phát rằng na bắc cha tý gia đà cha bắc cha tý phát rằng a tha phát rồ phát ra ni bát sa tý phát rồ bi bát sa tý bà bằng giáo và quá phát rằng ná bắc chá tý gia đà chá bắc chá tý phát rằng á thá phát rồ phát ra ni bát sa tý người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi khi thiện nghiệp chín mùi người hiền thấy là thiện. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phát rồ bi bát sa tý bà bằng già quá phát rằng ná bắc chá tý giá đà chá bắc chá tý phát rằng á thá phát rồ phát ra ni bát sa tý người kia làm thiện lâu ngày vẫn gặp đau khổ vẫn hay than phiền đủ duyên quả tốt đến liền an vui hạnh phúc thiện hiền mến ưa. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sĩ Cạn Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 120. Bát rô tí phát xá tí ba băng gia quá bát răng ná bát cha tí gia đà cha bát cha tí bát răng á thá bát rô bát ra ní bát cha tí bát rô bí bát xá tí ba băng gia quá bát răng ná bát cha tí gia đà cha bát cha tí bát răng á thá rô ba ni bát cha tí ba rô pí bát sa tí ba băng gia quá bát răng na bát cha tí gia gia đà ba gia đà cha bát cha tí bát răng a tha bát rô bát ra ni bát sa tí người hiền thấy là ai khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp
chín mùi. Người hiền thấy là thiện, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người kia làm thiện lâu ngày, vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền. Đủ duyên quả tốt đến liền, an vui hạnh phúc, thiện hiền mến ưa. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của chị Lạc. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, dạ Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con Lạc Lê, con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính định lễ Đại Đức Tuệ. Đại Đức Tuệ. Và con kính định lễ chị Đại Đức Tăng với cô Tư Nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 120 ạ. Bá rô bí bát xá tí bà bằng già già quá bá đằng na bát chá tí gia đà chá bát chá tí phá đằng át thà phá dồ phá đà ni bát chá tí. Và người hiền thấy là ác khi thiện ác chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Và đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người kia làm thiện lâu ngày, vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền. Đủ duyên quả tốt, đến liền, an vui, hạnh phúc, thiện hiền, mến ưa. Dạ, con đã đọc xong và con xin nghe kệ. Phayo bi pan sati ba pang ya wa pa dang na pan cha ti ya da pa pan cha ti brahma param atha pa yo pa da ni pa sa ti ba do bi pan sati ba pang ya wa pa pang na pan cha ti ya na cha pan cha ti pa dang a tha pa yo pa dang ni pan cha ti. Người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người kia làm thiện lâu ngày, vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền, đủ duyên quả tốt đến liền, an vui hạnh phúc, thiện hiền mến ưa. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Và mến mời vị kế tiếp ạ. Sa thu làm tài xế lạc đi. Chú thấy bắt thấy Tin An giơ tay, bây giờ Tin An vào ổn định chưa? Alo. Mời Tin An nhé. Tin An, rồi. Mời Tin An nhé. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô Tư Nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài số Pháp Cú 120. Phát rô phí phát sá tí bà băng, yà vá phát răng nà bát chá tí yá đà, chá bát chá tí phát răng át tha phát rô phát rà ni phát sá tí. Phát rô phí phát sá tí bà băng, yà vá phát răng nà bát chá tí yá đà, chá bát chá tí phát răng át tha phát rô phát rà ni phát sá tí. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phà rô phi phân xà tí phá phân, yà hoa phá trăng nà phân cha tí, yà đá cha phân cha tí phá trăng, an tha phá rô phá rá ni phân xà tí. Phật rô phi phân xà tí phá băng, yà hoa phá trăng nà phân cha tí, yà đá cha phân cha tí phá trăng,
Atta Phadro Phadrani Pansati. Người kia làm thiện lâu ngày, vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền, đủ duyên quả tốt đến liền, an vui, hạnh phúc, thiện hiền, mến ưa của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư và quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu sa thu lành thay tì nà. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ các ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính lễ cho đại đức tăng trong đạo tràng, chính đạo toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 120. Padro pi pasati papang yava padrang napacchati yada cha pacchati padrang atha padro padrani pasati padro pi pasati papang yava padrang napacchati Ya da cha pak ya ti padrang atha padro padrani pasati padro pi pasati papang ya va padrang nau pak ya ti ya da cha pak ya ti padrang atha padro padrani pasati. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Người kia làm thiện lâu ngày, vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền. Đủ duyên quả tốt đến liền, an vui hạnh phúc, thiện hiền mến ưa. Bản phổ thơ của Ngài Giấy Đức Giả Nam Mô Bút Thái Gia, con vừa kể xong bài kinh pháp cú số 220. Dạ, xin là cái gì? Hạnh Kiểm có ôn bài hôm nay không? Alo? Thấy trong room lâu mà không thấy không? Alo? Xin là Kiểm có muốn ôn bài hôm nay không? Có cầm mic được không đây? Xin cho mình tín hiệu coi. Alo? À, vậy mời. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 20. Phát đồ bí bát sa ti bà bằng già quá phát rằng na bát cha ti gia đà bát cha ti phát rằng a thác phát Rồ phát đà ni bát cha ti. Dạ, con xin đọc lại. Phát rồ bi bát sa ti bà bằng già quá phát rằng na bát cha ti gia đà cha bát cha ti phát rằng át ha phát rồ phát đà ni bát cha ti. Dạ, con xin kể. Phan rô vi bát sa ti pa bằng và qua phát đăng na bát cha ti và đa cha bát cha ti phan đăng à tha phan rô phan ra ni bát cha ti. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Và con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Người kia làm thiện lâu ngày, vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền. Đủ duyên quả tốt đến liền, an vui hạnh phúc, thiện hiền mến ưa. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con xin chào mít là cho đạo tràng. Sa thu sa thầy làm thế. Xin đọc kiểm. Dạ, kính bạch đại đức Tuệ Tình Đạt, giảng với đại đức có chiếc máy không ạ? À? Tại vì trong đạo tràng rồi không có ai kể nữa nên con xin được thay mặt đại chúng để cung thỉnh pháp sư, sau đó kính cung thỉnh đại đức Tình Đạt từ bi hoan hỷ thuyết giảng ý nghĩa, từ vựng ý nghĩa và dư sự bài kinh pháp cú số 131. Dạ, kính tri ân đại đức.
Avatana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm để thỉnh pháp sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô sambuddhassa. Brahmacaroka thipati sahampati katanyari antivarang ayajatha santitha. Sattapriyakha-cha-ti-ka-the-se-tu-tham-mang-anukam-pi-mang-pa-chang. Phạm thiên vẫn là ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngài rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tín dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn mi, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Nam mô Phật Thầy, thay mặt đại chúng châu rung, con xin được thành kính cùng thiền đại đức Minh Tịnh Đạt Ti Bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 121 hôm nay. Nam mô Phật Thầy, dạ con xin được thành kính cùng thiền đại đức Tịnh Đạt. Dạ Nam mô Phật Thầy. Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Con tình đại kính lễ Chư Tăng, anh thần toàn minh hạnh, đại đức Tuệ Đức, cùng mến chào toàn thể các quý vị có mặt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay ngày thứ sáu, ngày 26 tháng 11, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 121. Dạ, 121. Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn bác Quốc Thành và cảm ơn cô Rạng Đông cho biết được tín hiệu tốt ạ. Bây giờ thì để bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay, tình đại cũng xin tỉnh Chư Tăng và mấy quý vị chúng ta cùng lễ bái Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami Sathu. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta hôm nay học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 121. Vì vậy là chúng ta đi được 1/4 của bộ kinh Pháp Cú 121. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái buổi bài học ngày hôm nay. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 121, phẩm Pa Pa Quốc phẩm ác. Ma va man ye tha ba sa tha ba pa sa na man tang agame sati Uda bindu nibate na
Uda kumpho bi burati Balo burati papasa Thokang bi ajinang Mava manyeta babasa Na mantang agamisati Uda bindu nibatena Uda kumpho bi burati Balo burati babasa Thokang bi ajinang Chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần. À, đó là bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục. It's 7 o'clock. Vào phần sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 121 này. Câu đầu tiên đó là ma va man ye tha pa pa sa. Câu Pháp Cú này chúng ta có 6 câu. Ma pa man ye tha, ma va pan ye tha. Ma pa man ye tha pa pa sa. Chúng ta có cái từ đó là ma cộng với lại pa man nhi tha. Ma pa man nhi tha. Ma có nghĩa không, ở đây nó không có cái gà ná cũng là không, mà ma cũng là không. Nhưng mà cái từ ná đó nó là cái từ là không, mà không phủ định nha. Không phủ định làm đi, không làm, không đi. Còn cái từ ma có nghĩa là không, nhưng mà nó có cái nghĩa ngăn cản, đừng, chớ. Pa man nhê thá là xem thường, chê khinh, xem thường hay là khinh thường. Xem thường hay là khinh thường. Thì ma pháp minh nhê thá là đừng có xem thường hay là chớ có xem thường. Pa pa sa. Pa pa sa là cái từ pa pa có nghĩa là việc ác, việc xấu. Cô Đặng Đông có kịp không? À cô. Pa pa sa có nghĩa là việc xấu, việc ác. Câu thứ hai, na man tang agamissati. Na man tang agamissati, na có nghĩa là không, tình đạt vừa kể ở trên. Na man tang agamissati. Na man tang chúng ta có là ná là không, măng là túc từ của A Hằng, đó là tôi, đến tôi, đến ta. Còn tăng, tăng là một cái đại từ, việc đó, việc ấy, cái việc đó, việc ấy là cái việc ác đó, thưa quý vị. Cái việc mà khinh thường á, cái việc khinh thường cái điều ác á. Agamissati. Agamissati là sẽ xảy đến ở thì tương lai. Sẽ xảy đến.
xảy đến. Câu thứ ba, Uda Bindu Nipatena. Uda Bindu. Uda Bindu Nipatena. Uda Bindu Nipatena, chúng ta có nhiều cái từ ghép ở đây, tức là ú đá cộng pin đú cộng nipata. Cho nên khi mà đọc kệ Pali đó thì quý vị nếu để ý thì Tịnh Đạt sẽ đọc theo cái tách chữ, theo từng nghĩa, chứ không có đọc tách theo trường âm đoạn âm. Yeah. Thì cái cách đọc này giúp cho mình đó là nhận diện ra cái từ nghĩa của từ. Yeah. Thay vì chúng ta đọc cái từ độ trường âm đó là Uda Pin Dupa Dunipa Tena, Uda Pin Dunipa Tena thì nó sẽ bị mất cái nghĩa của từ đi. Thì chúng ta nếu mà chúng ta biết được cái từ ngữ đó, từ nghĩa đó, thì chúng ta sẽ đọc là Uda Pin Dunipa Tena. Bởi vì cái từ Uda có nghĩa là nước, Pin Dú là giọt, Uda Pin Dú là giọt nước. Nipatena có nghĩa là nhỏ xuống, nó là một cái từ nó xuất phát từ cái từ là patati, đó là rơi xuống, nhỏ xuống. Chúng ta có cái từ là udapindu là một từ là giọt nước, nipatena nipata đó là nhỏ xuống, rơi xuống. Uda bindu nipatena. Câu kế tiếp là Uda kumphobi burati. Uda kumphobi burati. Thì chúng ta cũng gặp ở đây có từ là Uda cộng với lại kumpho cộng bí. Uda là nước, kumpho là cái chung, là cái bình, cái chung hay là cái bình nước, cái chung nước. Nhà pí cũng hay là ngay cả. Uda kumpho pí. Purati. Purati là tràn đầy, đầy tràn. Purati. Câu kế tiếp mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là Palo Burati Papasa. Palo Burati Papasa. Palo hay là pa lá đó, thì chúng ta gặp cái từ này nhiều rồi. Người ngu, kẻ ngu. Burati làm cho đầy, đầy tràn đó, thì chúng ta mới học. Papasa là từ papá là điều ác, điều quấy, điều xấu. Papá. Câu cuối cùng, thô căng bí a chi năng, hoặc là thô căng bí a chi năng. Thô căng bí a chi năng, hoặc là thô căng bí a chi năng, chúng ta tách chữ hoặc là ghép lại cũng được. Chúng ta có cái từ là thô cá, lặp lại hai lần để nhấn mạnh là từng chút, từng chút. Thô cá là từng chút một, từng chút một. Thô căng, thô cá là từng chút. Ở đây ta có thể lấy cái nghĩa này cho cái việc đó là nước giọt, nước nhỏ giọt từng từng giọt, và cái nghĩa đó là làm cái điều ác quấy từng chút, từng chút. Nha. Yeah. Achining là tích lũy hay là thu thập, gom góp. Achining. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 121. Nếu mà thật sự ra cái phần sơ lược ngữ vựng này đa phần là thứ quý vị trích từ cái quyển
kinh Pháp Cú của Đại Đức Đức Hiền biên soạn. Đây cũng là một cái bài học trong cái sinh hoạt Pháp Cú kinh. Bởi vì đối với những người đã từng biết về Pali, biết về ngữ vựng, ngữ pháp Pali, thì đây là những cái bài học mà chúng ta có thể ôn tập cũng như là tìm hiểu thêm, ôn lại những cái từ ngữ mà chúng ta đã biết. Và đối với những người mà chưa từng học những cái khóa hay là những cái lớp nào về ngữ pháp Pali, thì coi như là chúng ta đang gieo duyên, đang tập sự. Trước giờ thì ở Việt Nam, chúng ta nói chung đó là học Pali, thì chúng ta học chủ yếu đó là cái phần đọc, cách đọc Pali, là cách tụng Pali, cách tụng kinh Pali, cách tập đọc kinh Pali. Và bây giờ hiện tại thì đã có rất là nhiều cái diễn đàn cũng như là những cái lớp trực tuyến hoặc là tại chỗ giảng dạy về ngữ pháp Pali, thì đó là những cái điều rất là hoan hỷ để cho chư tăng Phật tử ở Việt Nam chúng ta có nhiều cái cơ hội để mà học về ngôn ngữ Pali, là cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể trau dồi sâu rõ ở trong kinh điển. Một lần nữa hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 121. Ma pa man ye ta ba ba sa na man tang agame sati uda bindu ni ba te na uda kumpo bi purati ba lo purati ba ba sa thoka thokam bi achinang. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa quý vị, thì câu kệ ngôn Pháp Cú số 121 này có cái duyên sự liên quan đến một cái vị tỳ khưu, một cái vị tăng, một cái vị xuất gia. Vị này có một cái sự chê khinh những cái giới nhỏ mà Đức Phật ngài đã ban hành cho chư tăng. Thì thưa quý vị biết rằng trong tăng đoàn, Đức Phật ngài đã chế định những cái điều học, những cái điều giới, nhất là ba ti mốt khác. Trong đó thì phân chia ra có nhiều cái loại giới nặng, giới nhẹ. Có những cái điều học giới như là Parisika Sankadisesa thì là những cái điều giới nặng, phạm tội có thể sám hối, và có những giới phạm tội là coi như là không còn cơ hội để mà sám hối. Và trong đó còn có những, trong ba ti mốt khá thì còn có những cái giới nhẹ, giới nhẹ, những cái điều học nhẹ khi mà lỡ có phạm, lỡ có phạm thì có thể xả bỏ những cái vật dụng liên quan đến cái giới luật, hoặc là cũng như là gặp cái vị tỳ khưu nào khác phát lộ lên cái điều giới mà mình đã phạm để khắc phục về sau. Thì đó là những cái điều giới nhẹ như là Nisakaya Pacitiya hay là Pacitiya, vân vân. Thì thưa quý vị rằng
cái câu chuyện duyên sự ngày hôm nay chúng ta học đó là cái chú giải về câu kệ ngôn pháp cú số 121. Tuy nhiên có cái sự liên quan về một cái điều giới nhỏ trong Pachitiya ưng phát lộ của bộ Patimokkha giới phân tích tỳ kheo. Thì sẵn cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái duyên sự mà Đức Phật ngài nói lên cái câu kệ ngôn này. Thế quý vị rằng khi ngự tại chùa Kỳ Viên Chetawá thì có một cái trường hợp xảy ra ở trong tăng đoàn. Có một vị tỳ khưu sử dụng những cái vật dụng của tam bảo như là giường ghế bàn. Cái vị này mang những cái vật dụng này sử dụng ở bên ngoài ngoài trời thì được biết rằng cái thời điểm mà xảy ra cái tình huống này đó là trong cái mùa lạnh, thưa quý vị. Và các quý vị này muốn được sưởi ấm, muốn được sưởi ấm dưới ánh mặt trời vân vân, thì đã mang những cái ghế, những cái giường ra ngoài trời để mà ngồi sưởi ấm. Nhưng mà sau khi đó không có cất, không có dẹp cho gọn gàng vào cái nơi cũ, vào cái nơi thích hợp, và cũng không có nhờ cái vị nào khác để mà dọn dẹp những cái bàn, những cái ghế đó. Và để ngoài trời như vậy thì cái thời tiết ẩm thấp cũng như là mưa đã làm hư những cái vật dụng đó. Và có những cái vị khác thấy vậy đã phàn nàn rằng cái vị này, cái vị tỳ khưu này không có biết gìn giữ đồ của tam bảo, sử dụng đồ của tam bảo nhưng mà không có biết gìn giữ để cho nó hư. Thì cái vị này lại không có chấp nhận cái lỗi của mình, cho rằng cái đó cái điều nhỏ nhặt, nó không có đáng để mà trách tội, không có đáng để trách tội. Cũng giống như là bây giờ chúng ta ở nhà có những người đó kỹ cái chổi, cái hộp quẹt, cái đèn pin để có nơi có chỗ, mà người nào hay là người trong nhà mà sử dụng đó mà để khác chỗ là bị la, bị rầy. Thì thực sự ra cái điều này nó không có cái gì để mà nó quá đáng để mà trách tội. Nó chỉ là cái sơ suất. Thế nhưng dùng của tăng chúng sử dụng, được phép sử dụng nhưng mà không có cái sự gìn giữ, dẫn đến hư hại, làm khó khăn cho những cái vị khác, khi được nhắc nhở thì lại không có khắc phục cái lỗi của mình mà còn có cái tính đó là ương ngạnh cãi lại. Cho nên sự việc đã trình lên Đức Phật. Và ngay cả khi mà trình lên Đức Phật đó, thì cái vị tỳ khưu này cũng chưa có thừa nhận cái lỗi của mình, cho rằng đó là cái việc rất là nhỏ nhặt, không đáng để mà quan tâm. Thì Đức Phật ngài cũng xác nhận rằng cái việc này nó không có gì là quá đáng nếu so với lại những cái lỗi lầm lớn như là tổn hại đến cái phạm hạnh
xuất gia. Tuy nhiên qua cái tình huống này thì Đức Phật Ngài cũng cảnh báo cho tất cả mọi người chớ chê khinh cái việc nhỏ, chớ chê khinh cái điều xấu ác. Tuy nhỏ nhưng mà tích góp lâu ngày nó sẽ trở thành lớn. Cũng giống như là một cái ví dụ sử dụng ở trong cái trong con kệ ngôn, đó là những cái giọt nước nhỏ từng giọt từng giọt, tuy là nó không có nhiều ngay cái đại thời điểm hiện tại, nhưng mà tích lâu á, thì nó sẽ đầy bình, và thậm chí nó có tràn bình. Ở thành phố á, ở thành phố, nhất là ở cái vùng đô thị đó, thì quý vị sẽ gặp những cái trường hợp rất là thường xảy ra. Và hiện tại thì ở những thôn quê, khi mà có những cái nước sinh hoạt từ nhà nước đó, mình gọi là nước máy, thì cũng có thể xảy ra. Đó là những cái đường ống lâu ngày mà mình sử dụng đó, mình câu nước sinh hoạt từ nhà nước đi vào cái nhà của mình, hoặc là trong chùa thì đi vào cái bể nước đó, thì do là cái đường nước mình lâu ngày sử dụng nó sẽ cũ, và cái quá trình mà mình có xây dựng ở trên cái nền mà nó có đặt ống nước ở dưới đó, thì nó sẽ bị ảnh hưởng rò rỉ qua những cái co, những cái keo, và những cái ống nó bị xì mọt. Thì ở trên, nhất là ở trên những cái thị đó, rất là cần cái mặt bằng, cho nên những cái đường ống nó luôn luôn lúc nào cũng phải đi kín, đi âm xuống đất, tạo cái thẩm mỹ. Nhưng mà chính vì vậy thì có những lúc đó là cái đường ống nước nó bị rò rỉ, thưa quý vị. Nó rò rỉ rồi nó chảy, rồi chúng ta không hay. Cho đến mà chúng ta phát hiện được đó, thì coi như là chúng ta mất một cái số lượng nước sinh hoạt rất là lớn. Tình Đạt nhớ có một lần ở chùa, tại chùa xử lý giảng đường đó, cũng bị một cái trường hợp nước nó rò rỉ mà đến độ nó là nó ngấm lên cả sân, nó ngấm lên ướt sân. Thì lúc đó mới phát hiện thì nó mất cả mấy trăm khối nước. Ngay cả ở dưới quê nhà của Tịnh Đạt á, thì khi mà đường nước nó cũng bị rò rỉ, phát hiện ra thì bình thường thì đóng có 100-200 ngàn tiền nước mỗi tháng, nhưng mà cái tháng đó thì lên người ta tính đó là cả 1-2 triệu bạc. Thì lúc đó mới phát hiện là cái đường nước nó rò rỉ. Thưa quý vị rằng cái việc mà nó rò rỉ đó thì chúng ta không có để ý, chúng ta không có thấy. Bởi vì thứ nhất là nó có số lượng nó rất là ít. Cái thứ hai đó là nó nằm khuất, cho nên chúng ta khó phát hiện. Và cả hai yếu tố này nó làm cho chúng ta gặp một cái bất lợi. Khi mà chúng ta phát hiện ra thì nó trở thành một cái hậu quả khôn lường. Cũng giống như cái lời khuyên mà Đức Phật Ngài khuyên cho Chư Tăng đó, ở trong câu kệ ngôn Pháp Cú này, cái việc ác nhỏ ở trong cái trường hợp cụ thể đó là cái việc sơ suất của một vị tỳ khưu, nó không có đáng để lưu tâm, là một cái tội. Nhưng chính vì cái việc mà khinh thường sơ suất trong cái việc nhỏ nhặt đó, rồi tiếp tục chúng ta lại sơ suất những cái việc nhỏ nhặt khác, và từ những cái sơ suất, từ những cái xem thường, từ cái gọi là không có phòng hộ, không có kịp thời để mà nhận ra những cái lỗi lầm, thì càng ngày càng cái lỗi lầm nó càng ngày càng lớn hơn. Nó cũng giống như là cái việc mà chúng ta dạy dỗ con em từ nhỏ, thưa quý vị. Quý vị nào có gia đình, có con em, chúng ta thấy rằng
tại sao có những cái bữa cơm ở trong gia đình đó, người lớn đó, người phụ huynh đó, người ông bà cha mẹ thường rất là kỹ ở trong cái việc là dạy con cái, trong cái việc ăn coi nồi ngồi coi hước, trong cái việc đó là đũa gấp như thế nào, trong cái việc đó là húp canh không thành tiếng như thế nào. Đó là những cái việc phải nói rằng nó rất là tế nhị, nhưng mà cái việc tế nhị đó nó sẽ hình thành nhân cách cho cái đứa bé nó lớn lên. Còn những gia đình mà chúng ta không có quan tâm chú ý về những cái việc nhỏ đó thì để cho đứa bé nó phát triển một cách rất là tự nhiên theo bản năng đó, thì khi mà lớn lên đó, nhân cách nó bị thiếu hụt. Và khi mà nó ra ngoài đời, nó bôn ba, thì những cái nhân cách đó nó làm cho nó thua thiệt với những người khác, những cái ứng xử vụng về. Ngay cả khi mà nó đi đến nhà bạn trai, bạn gái, hay ra mắt nhà bên nhà trai, nhà gái, với những cái ứng xử vụng về đó nó sẽ mất điểm. Ngay cả ở công sở, công ty, những cái ứng xử vụng về đó thì sẽ trở thành một cái rào cản. Mà nó do đâu thưa quý vị? Nó do là từ lúc nhỏ không có được nhắc nhở, không có được chú ý. Cái điều đó nó không phải là xấu. Cái điều mà ăn không có nồi ngồi coi hướng, cái điều mà nhất là đối với bé gái, ăn không thùy mị, ăn không đàng hoàng, ăn vừa nói chuyện, vân vân, những cái điều rất là nhỏ nhặt đó. Nhưng mà nếu mà không có được chú ý thì nó thành thói quen. Ở đây chúng ta có cái điều đó là những cái điều ác xấu, những cái điều sơ suất, nó sẽ trở thành một cái thói quen. Và thế quý vị biết rằng á, cái thói quen á, khó làm, khó tập, nhưng mà cũng khó bỏ. Cái thói quen á, tốt á, khó tập lắm. Giống như là bây giờ chúng ta tập một cái thói quen mà nghe pháp mỗi đêm nè, hoặc là chúng ta tập có thói quen là một ngày đọc 10 trang sách, tập nha, tập khó lắm. Hay là thói quen mà ăn cơm, ăn quà bánh, ăn thức ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, ăn xong đánh răng. Bây giờ chúng ta thấy nó dễ đúng không? Những cái việc đó chúng ta dễ, tại vì chúng ta làm nó hàng ngày, cho nó sẽ thành một thói quen rồi. Nhưng mà đối với những người mà chưa có từng tập cái thói quen đó thì phải nói là có bữa quên, có bữa nhớ, rồi có bữa lại lười, không có làm. Mà những cái thói quen là cái nhân cách sống thưa quý vị. Những người nào có thói quen ứng xử một cách điềm đạm, tử tế thì cái người đó nói lên là cái người đó có cái nhân cách sống rất là tốt. Còn không thôi thì chúng ta sẽ sử dụng đó là diễn, hoặc là ứng xử khéo léo để lấy lòng người khác thôi, chứ nó không phải là nhân cách. Thì chúng ta thấy rằng trong cái việc mà nhỏ ở đây á, thì có dùng cái từ pa pá, chúng ta dịch cái nghĩa việc đó là cái việc ác, cái việc ác, cái việc xấu. Đôi khi chúng ta lại nói lớn cái vấn đề đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, mới gọi là pa pá, là việc ác. Nhưng mà giống như là Tịnh Đạt có thưa quý vị nãy giờ thì có những điều rất là những cái điều rất là nhỏ nhặt sơ suất, nhưng nó cũng được xem đó là việc pa pá, là cái việc không tốt. Và cái việc không tốt mà hình thành và nó trở thành một cái tật thì phải nói là ảnh hưởng cuộc sống rất là nhiều. Những bé mà ví dụ như là đi học quý vị thấy những cái bé mà đi học mà nó siêng á, là buổi tối trước khi đi ngủ á, là nó đã xếp sẵn cái quần áo ngày mai nó đi học,
sách vở đã xếp sẵn vào cặp, bài vở đã chuẩn bị xong và xếp sẵn vào cặp. À, nó chuẩn bị rất là chu đáo, sáng sớm ngày hôm sau nó chỉ việc đó là đi học thôi. Còn những đứa nó ẩu thì tới sáng hôm sau thức dậy phải kêu, kêu xong phải đi tìm quần áo, tập vở. Những lúc đó là những bậc phụ huynh chúng ta cần phải sửa những cái bé đó để cho nó có được cái thói quen tốt, chứ không thôi nó thành cái tật. Và ở trong cái nội dung này đó, thì Tịnh Đạt có nghĩ đến một cái câu nói mà chúng ta thường nghe và đôi khi chúng ta cũng có sử dụng ở trong cái đời sống mình. Dạ quý vị có còn nghe rõ âm thanh không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Ở trong cái đời sống chúng ta sẽ nghe một cái câu này, và đôi khi chính bản thân mình cũng sử dụng cái câu này. Đó là không biết không có tội. Quý vị có nghe cái câu này chưa? Không biết không có tội. Thì cái việc không biết không có tội đó, chúng ta có thể sử dụng được. Tuy nhiên nó tùy cái tình huống nó xảy ra. Có nhiều người ta đặt câu hỏi sư đó là, thưa bạch sư đó là, Phật Pháp thì nói rằng nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo, làm lành á, thì được được phước, được sướng, làm ác là chịu khổ. Nhưng mà theo con nghĩ, không biết không có tội thì đâu có sao. Theo quý vị, quý vị nghĩ như thế nào? Thì đối với quý vị rằng chúng ta phải xét lại cái câu không biết. Biết là sao? Biết là biết cái gì mà dẫn đến có tội hay là không có tội? Thì Tịnh Đạt xin chia sẻ cái câu này trong cái trường hợp mà chúng ta học cái câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 121. Không biết không có tội, tức là những cái việc đó là nhỏ nhặt sơ suất, mà giống như là cái việc Tịnh Đạt có kể đó là cái đồ đạc của người lớn hoặc của người khác mà mình mượn á, mình không trả lại cái vị trí cũ mà bị trách, thì đúng là chúng ta không có biết. Cái điều đó nó không có đáng để mà có tội. Hoặc là cái đồ mà nói chung là những cái việc trong cái sinh hoạt hàng ngày, không biết cái người đó hay giận hay cáo mà chúng ta chọc ghẹo thì coi như là không sao. Còn cái việc mà không biết không có tội mà đối với cái việc làm gây hại cho bản thân mình hay là những người khác á, con vật khác á, thì không biết tội càng nặng. Có một cái ví dụ mà chúng ta cũng biết, đó là cái hòn sắt thì nó hơi xa vời, thì Tịnh Đạt nói rằng chúng ta sử dụng bếp than đó, có những cái bếp than đã được làm nóng và để nguội, thì trong cái lò than đó có những cái than á, nó nguội, nó chuyển màu thành đen, nó không còn đỏ nữa, nhưng mà nó còn cái lửa bên trong cục than đó. Khi mà chúng ta dùng máy quạt hay là dùng cái gì để mà quạt cái lớp tro đó nó bay đi, thì nó sẽ hiện lên cái màu đỏ của lớp. Cái người mà biết rằng cái bếp than này đã làm nóng và do rằng nó để nguội để một khoảng thời gian nhất định, cho nên nó cái lớp tro nó tàn, nó che phủ cái lớp nóng nó đi, thì khi mà dọn cái bếp than, thưa quý vị, họ rất là cẩn thận để tránh làm bị phỏng. Thì cái lúc đó là người đó biết cái bếp than.
Còn cái người mà không biết rằng cái bếp than này đã được làm nóng và do rằng đang để nguội, cho nên một cái lớp tro nó bao phủ giống như là than mới chưa được làm nóng. Chính vì cái người này không biết rằng cái lửa than nó đang âm ỉ bên trong, và khi người này chập tay vô để mà dọn, để mà kinh đó, thì một cách rất là hồn nhiên, vô tư. Và chính cái hồn nhiên vô tư này khiến cho người này bị phỏng, và đôi khi phỏng nặng, bởi vì chụp vào những cái vị trí hay là chụp vào những cái hòn than nó đang âm ỉ hơi nóng bên trong. Cũng giống như là ở ngoài xã hội chúng ta có những cái phiên xử án ở tòa đó, thì chúng ta thấy có nhiều cái nạn nhân phải nói rằng khi họ bị kêu án mà họ không biết họ phạm ở tội gì. Quý vị không biết có từng thấy cái đó chưa? Họ bị kêu án nhưng mà họ không biết họ gì. Đây thì Tịnh Đạt có trích một cái bài báo năm 2010 thì rất là nhiều. Đó là có một cái việc đau lòng xảy ra trong một cái cơn lũ ở miền Trung. Thì có một người đó thì đang là trong cơn lũ, thì cái người đó là mãi đi tìm bò của mình. Và trong cái lúc mà đi tìm bò đó thì có hai cái đứa bé nó đang bị nguy hiểm bởi nước lụt, nhưng mà người này thì không có quan tâm, cho nên không có cứu giúp hai đứa trẻ đó. Và vì thế nên cho nên hai đứa trẻ này nó bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Và khi mà xét xử cái vụ việc đó, người dân, cái người này mới ngớ người ra, đó là mình đã bị phạm vào một cái điều 102 bộ luật hình sự, tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đó là cái việc đó là không biết, nhưng mà không có thể nào tránh được cái tội liên quan đến bộ luật hình sự. Tội không giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Một cái trường hợp nữa ở Sài Gòn thì theo một số người dân họ chứng kiến đó, thì họ thấy đó là từ xa, họ thấy đó là một cái cặp nam nữ, một cái cặp nam nữ đang đứng nói chuyện ở trên một cái cây cầu. Xong rồi không biết cái tình huống câu chuyện nó như thế nào, nhưng mà cô gái bất ngờ đã nhảy cầu xuống sông để tự tử. Và cái người thanh niên còn lại đó thì không có một cái phản ứng nào mà bỏ đi. Thì theo luật, hành vi của người thanh niên này nếu thật sự là lạnh lùng bỏ đi đó, bỏ mặc bạn gái nhảy sông tự tử đó, thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Quý vị thấy đó là cái việc mà không biết, không có tội, không được áp dụng trong cái tình huống này. Cái trách nhiệm của mình khi mà lớn lên trong một quốc gia, trong một cái xứ sở, thì mình cần phải tìm hiểu cái quy định, cái luật lệ của cái quốc gia, cái địa phương đó. Còn cái việc mà mình lười biếng, không có tìm hiểu, biết về cái luật cấm ở đó mà chúng ta phạm, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị xử theo luật, chứ không có cái trường hợp là không biết không có tội. Cũng giống như bây giờ mà thi bằng lái xe mà không chịu thi, nhờ người thi giùm hoặc là mua bằng lái, xong rồi mua xe mà tham gia giao thông, khi mà xử phạt đó thì có những cái điều luật rất là tế nhị. Rồi lúc đó là không biết không có tội thì nó hoàn toàn là không có hợp lẽ. Ở trong luật đạo mình thì như thế nào thưa quý vị?
ở trong luật đạo mình thì còn nó còn khắt khe hơn nữa. Ở trong cái luật gọi là luật nhân quả nghiệp báo còn khắt khe, còn chi tiết hơn là cái luật ngoài xã hội. Bởi vì sao? Bởi vì luật ngoài xã hội đó thì người ta muốn xử cần phải có nhân chứng vật chứng, cần có là kết án. Còn luật nhân quả nghiệp báo thì không có cần nhân chứng vật chứng, cũng không cần phải kết án, mà chính cái người đó khi một khi khởi ý, một khi nói lời, một khi hành động thì lập tức nó có kết quả được lưu lại chờ ngày trổ quả. Cho dù cái người đó có chối cãi bản thân mình hay là chối cãi với người khác đó thì không có thể nào để mà biện minh hay là kêu oan được hết. Cho nên cái luật nhân quả thì phải nói rằng nếu mà áp dụng không biết không có tội thì rất là khó. Chỉ là những cái trường hợp sơ xuất trong cái việc đó là sinh hoạt hàng ngày hốt rác thay vì đổ vào sọt rác, đổ vào gốc cây thì lại đổ vào những cái nơi không có thích hợp, thì cái việc đó là cái việc không có biết chỗ để đổ rác đó, thì giống như là cái việc đó là nó không có gì hết, thì chúng ta còn có thể chấp nhận được cái việc là không biết không có tội. Nhưng mà đối với cái việc đó là gây hại đến mình, gây hại đến người khác, gây hại đến chúng sinh khác thì hoàn toàn không thể nào áp dụng được cái câu mà không biết không có tội. Thì quay lại thưa quý vị rằng chúng ta hôm nay chúng ta học một cái câu kinh Pháp Cú nói về cái việc đó là không nên khinh thường, không nên khinh suất với những cái điều nhỏ, xấu ác. Chính vì những cái điều nhỏ xấu ác này cũng giống như là những cái giọt nước nhỏ dần dần làm cho đầy bình, thậm chí là tràn bình. Cũng giống như là khi mà chúng ta bỏ qua những cái lỗi nhỏ nhặt thì khi mà chúng ta thất bại ở trong cuộc sống, chúng ta không có giữ được một cái mối quan hệ, chúng ta không có lấy lòng được một cái người mà chúng ta thương mến, chúng ta phải bị chia cách, thì cái lỗi là do cái việc chúng ta khinh suất những cái việc nhỏ nhặt, không có quan tâm đó. Thì thưa quý vị rằng khi mà chúng ta thấy được cái quả đó thì đã quá trễ rồi. Cho nên qua cái câu kệ ngôn Pháp Cú này, qua cái lời dạy của Đức Phật, sắp tấn của Đức Phật, thì chúng ta hãy cố gắng, tự bản thân mình hãy cố gắng nhiều hơn nữa ở trong cái sinh hoạt của mình, trong cái thân hành động của mình, trong cái lời nói của mình, trong cái ý suy nghĩ của mình. Mình hãy cố gắng hay biết càng nhiều càng tốt, ghi nhận càng nhiều càng tốt những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động. Xem qua ba cái thân khẩu ý đó, nó có khinh suất, nó có làm cho mình phải buồn phiền hay không, và nó ảnh hưởng về sau hay không. Thì chúng ta cần phải cẩn thận với những cái suy nghĩ, lời nói cũng như thân hành động. Và từ đó thì chúng ta sẽ gìn giữ được cái gọi là không có bị khinh thường những cái việc xấu ác. Và đương nhiên thì đối với cái chiều ngược lại, đối với việc thiện á, thì cũng như thế thôi. Tích có tích nhỏ thành lớn, thì chúng ta sẽ học được cái bài học về thiện, tích thiện á, ở cái bài học sau, số 122. Thì tịnh đàn xin được chia sẻ đối với diễn đàn Pháp Cú Kinh qua câu một số 121 với cái ý nghĩa này. Tịnh đàn xin được kết thúc cái buổi bài học ngày hôm nay. Nhà con kính chúc chư tăng và kính mến chào toàn thể quý vị.
chúc quý vị tất được nhiều cái sự an vui an trong cuộc sống và thành tựu những cái ước nguyện của mình. Nam mô Buddhaya. Dạ, cảm ơn cô quý vị. Mời cô Cảm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 121 ngày hôm nay cho chúng con nghe để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavata-sabba-mangalang-rakkhanto-sabbe-deva-ta-sabba-buddha-nu-bha-va-na-sa-da-sa-thi-va-van-tru-te Tất cả phương vân có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya Deva Ta Santi Viharawa Sini Thu Pe Ga Re Bo Thi Ga Re tăng ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bù chi ta